Chào các bạn, bây tìm chỗ sai. Các bạn thử tìm chỗ sai trong cái lời giải này. Logo định cơ số 2 của 2 của x trừ 1 bằng trừ 2 có được một trục sinh giải như sau. Bạn áp dụng tính chất là A mũ logo định cơ số A của x lớn thì bằng x lớn. Và cái này sẽ tương đương với là chọn cái x trừ 1 là x lớn thì đây là x trừ 1 bằng trừ 2. Đấy. Và từ đây bạn chuyển 1 sang bên này thì x là bằng trừ 2 cộng 1. Vậy ta có x bằng trừ 1. Và bạn đọc kết luận nghiệm của cái phương trình này x trừ 1. Thế thì bạn hãy cho biết lời giải này có phạm sai lầm nào không? Nếu mà sai thì hãy chỉ ra cái chỗ sai, rồi cái chỗ suy luận sai đó. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.